Tình tiết mới vụ Mbappe tới Real Madrid. Nguồn tin từ El Chiringuito xác nhận Kylian Mbappe cần phải giải quyết dứt khoát tương lai với Real Madrid. Real Madrid đã tìm thấy một người hùng mới ở sân Santiago Bernabeu, đó là Jude Bellingham. Chính vì vậy, cầu thủ mà họ mong muốn nhất thậm chí 2 tháng trước không còn cám dỗ nữa. Cái tên Kylian Mbappe rất nhiều lần được giới truyền thông Tây Ban Nha chú ý trong những năm gần đây, bởi cầu thủ người Pháp luôn là bản hợp đồng trong mơ của Florentino Perez. Tuy nhiên, Mbappe vẫn chưa sẵn sàng cho bước chuyển biến lớn này khi những rào cản lớn không lường trước xuất hiện trong mỗi kỳ chuyển nhượng. Do đó, theo báo cáo từ El Chiringuito, kỳ chuyển nhượng hè năm 2024 sẽ là cơ hội cuối cùng để Mbappe gia nhập Real Madrid. Nếu không thành, Real sẽ đóng lại cánh cửa và không còn điền tên cầu thủ này vào danh sách mua sắm nữa. Sau hơn 3 năm theo đuổi cầu thủ người Pháp, Real Madrid tỏ ra khó chịu với lập trường của tuyển thủ Pháp. Mặc dù vậy, truyền thông Tây Ban Nha cũng khẳng định Real mơ ước ký hợp đồng với Mbappe và tiền đạo Erling Haaland của Manchester City vào mùa hè tới. Quyết định bất ngờ dành cho Declan Rice. Tờ Metro dẫn lời Mikel Arteta xác nhận tiền vệ Declan Rice chắc chắn sẽ ra sân trong cuộc đối đầu với West Ham. Tiền vệ người Anh này hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 105 triệu bảng đến Emirates từ West Ham vào mùa hè năm 2023. Cuộc đụng độ ở vòng 16 đội League Cup sẽ là lần đầu tiên Declan Rice trở lại sân vận động London Stadium kể từ khi anh ra đi. Với việc Arsenal đang vật lộn với những ca chấn thương của Thomas Partey, Martin Odegaard và Gabriel Jesus, Rice dự kiến sẽ được nghỉ ngơi cho chuyến làm khách tới sân của bố tạ. Nhưng Arteta cho biết tiền vệ này sẽ ra sân thi đấu với đội bóng cũ. Cụ thể, Arteta chia sẻ: "Chúng tôi phải đánh bại West Ham. Đó là một cuộc đối đầu mà chúng tôi có cơ hội đi tiếp. Suy nghĩ của chúng tôi tập trung vào West Ham. Ngày mai sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn. Nó luôn như vậy với West Ham. Chúng tôi đã gặp phải một số chấn thương và không có sẵn đội hình tương tự như trận gặp Brentford. Rice sẽ thi đấu. Đây là lần đầu tiên cậu ấy trở lại câu lạc bộ và là một khoảnh khắc đẹp. Tôi đã có kinh nghiệm làm điều đó một vài lần. Cậu ấy sẽ có được cảm giác họ thực sự dành cho mình như thế nào." Sau Mount, Man United xác định bản hợp đồng thứ 2 từ Chelsea. Theo nguồn tin từ Manchester Evening News, Quỷ đỏ có thể tiếp tục thực hiện thương vụ khác từ Chelsea. Trong những tháng tới, Trevor Chalobah sẽ rời Chelsea. Kỳ chuyển nhượng mùa hè chứng kiến cầu thủ trẻ người Anh sắp rời đi, nhưng một thỏa thuận đã thất bại. Do đó, Chalobah vẫn ở lại. Tuy nhiên, ký giả Fabrizio Romano xác nhận Chelsea đang xem xét chiêu mộ một trung vệ mới vào năm 2024. Quyết định của Chelsea hiện được xác nhận 100% là bán đi Chalobah trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Theo truyền thông Anh, Man United theo dõi chặt chẽ tình hình của Chalobah. Phía The Blue yêu cầu mức phí khoảng 45 triệu bảng. Mới nhất, nguồn tin từ Manchester Evening News xác nhận Manchester United thực sự nghiêm túc xem xét việc chiêu mộ hậu vệ này. Man United có lý do để làm vậy khi hàng thủ của đội bóng này đang tan hoang vì chấn thương. Nhờ vào sự đa năng, cầu thủ 24 tuổi có thể chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ cánh. Chính vì thế, nếu gia nhập Man United trong vài tháng tới, anh có thể chứng tỏ mình là một bản hợp đồng hữu ích cho huấn luyện viên Erik ten Hag. 8 cầu thủ bất mãn dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Jose Mourinho là một trong những huấn luyện viên thành công nhất thế hệ của mình. Tuy nhiên, vẫn có không ít cầu thủ ngôi sao cảm thấy bất mãn trong quá trình làm việc với ông. Dưới đây là 8 cầu thủ cảm thấy bất mãn dưới thời dẫn dắt của Jose Mourinho. Mohamed Salah. Vào tháng 1 năm 2014, Chelsea bỏ ra 11 triệu bảng mua Salah từ FC Basel. Ngôi sao người Ai Cập được đánh giá có tiềm năng rất lớn, nhưng anh không được trao cơ hội ở sân Stamford Bridge. Cầu thủ sinh năm 1996 chỉ có 19 lần được ra sân trước khi bị cho mượn và cuối cùng được bán đất cho AS Roma vào mùa hè năm 2016. Việc để Salah rời đi có lẽ là một sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp dẫn dắt của Jose Mourinho. Anh thi đấu bùng nổ trong màu áo của Roma và được Liverpool đưa trở lại Anh vào năm 2017 với số tiền là 44 triệu bảng. Salah là nhân tố không thể thay thế trên hàng công của The Cop, giúp đội bóng này lần lượt vô địch Champions League và Premier League. Luke Shaw. Mối quan hệ giữa Jose Mourinho và Luke Shaw từng rạn nứt trong quãng thời gian cả hai làm việc ở sân Old Trafford. Theo quan điểm từ Shaw, anh bị huấn luyện viên Jose Mourinho công khai chỉ trích và đối xử thiếu công bằng. Sau trận hòa 1-1 trước Everton ở cuối mùa giải 2016-2017, Mourinho chỉ trích khá gay gắt với màn trình diễn của tuyển thủ Anh. "Tôi tin rằng Shaw có tiềm năng lớn, nhưng tư duy và sự chuyên nghiệp của cậu ấy phải đi cùng với đó. Shaw phải nhanh chóng trưởng thành, cậu ấy sẽ có tương lai, nhưng Man United không thể chờ đợi lâu." Kevin De Bruyne. Hiện tại, ngôi sao đội tuyển Bỉ là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người thắc mắc tại sao Mourinho không để ý đến tài năng của De Bruyne khi ông còn là huấn luyện viên của Chelsea. De Bruyne cho rằng, "Tôi chỉ cảm thấy rằng Chelsea thực sự không muốn sử dụng tôi. Tôi đã nói với Jose Mourinho rằng câu lạc bộ tốt hơn nên bán tôi. Quyết định ấy là tốt nhất cho tôi lúc đó, bởi vì gần như tôi không có cơ hội ra sân. Tôi cần đến một nơi khác để làm lại sự nghiệp." Dele Alli. Cựu tiền vệ của Tottenham đã từng thi đấu rất tốt dưới thời huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Nhưng đến khi Mourinho tiếp quản đội bóng thì ông lại gặp khó khăn trong việc sử dụng cầu thủ chạy cánh này. Người đặc biệt đã tức giận và chỉ trích Ali là kẻ lười biếng, vì anh để mất bóng dẫn đến bàn thua trong một trận đấu ở Cúp Liên đoàn Anh. Mourinho chia sẻ sau trận đấu: "Với tôi, cầu thủ chơi vị trí đó phải là cầu thủ liên kết với đồng đội, sáng tạo và không tạo ra vấn đề cho đội nhà. Stoke đã ghi bàn trong pha phản công đó và tôi không thể không tức giận." Paul Pogba. Không phải chỉ riêng Mourinho mà còn rất nhiều huấn luyện viên khác cũng thừa nhận gặp khó khăn khi làm việc với Pogba. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha và Pogba đã nảy sinh xung đột vào năm 2017. Khi đó, huấn luyện viên của Manchester United đã công khai thể hiện sự không hài lòng về việc tuyển thủ Pháp đi du lịch ở Miami trong khi đang ở giai đoạn hồi phục chấn thương. Alexis Sanchez. Việc chuyển từ Arsenal sang Manchester United không khác gì một thảm họa đối với Sanchez, khi anh đã đánh mất chính mình kể từ khi chơi tại Old Trafford dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho. Alexis Sanchez thi đấu thất vọng khi chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 45 lần ra sân cho Quỷ Đỏ. Và sau đó câu lạc bộ này đã đẩy tiền vệ này sang Inter Milan vào cuối mùa hè năm 2019 với bản hợp đồng cho mượn, và cuối cùng anh đã được bán đứt cho Inter Milan một năm sau đó. Andrei Shevchenko. Quả bóng vàng năm 2004 từng được các cổ động viên Chelsea đặt nhiều kỳ vọng khi ông chủ Roman Abramovich chấp nhận bỏ ra tới 30,9 triệu bảng để đưa anh về từ Milan. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tại sân Stamford Bridge, Shevchenko chỉ còn là cái bóng của chính mình. Phong độ thất vọng của cầu thủ người Ukraine là lý do chính khiến cho mối quan hệ giữa ông chủ Abramovich và huấn luyện viên Jose Mourinho vốn đã rạn nứt từ trước đi đến bước không thể cứu vãn được nữa. Ricardo Quaresma. Tiền vệ chạy cánh người Bồ Đào Nha là bản hợp đồng đầu tiên và đắt giá nhất của Mourinho trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên của Inter Milan với giá trị là 24,6 triệu euro từ Porto. Nhưng mối quan hệ giữa cả hai sớm bị đổ vỡ khi Mourinho công khai chê trách phong cách thi đấu màu mè nhưng thiếu đi sự hiệu quả của cầu thủ người đồng hương. 2 tháng sau, người đặc biệt để Quaresma tới Chelsea theo dạng cho mượn. Sau đó Quaresma chia sẻ: "Tại Inter, tôi cảm thấy không tự tin, tôi không đá tốt và không hạnh phúc. Nhưng tới Chelsea, tôi cảm thấy sự tự tin đã quay trở lại. Thi đấu tại đây mang lại niềm vui, điều mà tôi không có khi khoác áo Inter.